Em xin kính chào toàn thể các anh chị yêu Lan. Nay ngày 16 tháng 12 năm 2019, em chúc toàn thể các anh chị một buổi tối an lành. Hôm nay em có một chút hàng về và các anh chị đặt hàng liên lạc qua số điện thoại 0949261918 để đặt hàng nhé. Nay em có combo. Combo của em hôm nay có khoảng 15 loại. Em bán với giá 500 ngàn một combo. Gồm có trung mảnh, kiều vuông, kiều vàng, bạch nhạn, long thu xuân, trung mảnh, quế tím, hoàng thảo vôi, môi tua, sơn thủy tiên, đùi gà tròn, u lồi, và một số mặt hàng nữa. Đấy, tổng cộng là 15 loại lan, em bán 500 ngàn một combo. Ngoài ra em có bán hàng lẻ của kênh chúng em hôm nay, gồm có trung mảnh em bán với giá là 180.000 cân, hoàng thảo trung mảnh nhé, 180k 1 kg. Đây, đai châu đây, bạn này bạn vừa mang đến đây, đai châu mỗi cây 5 cặp lá. Mỗi cây 5 cặp lá, hôm nay hàng vừa về được một thùng. 30 giò. Đấy, 30 giò. Mỗi cây 5 cặp lá và mỗi cây 2 vòi hoa. Em bán với giá 200 ngàn một cây. 200 ngàn một cây cho các anh chị sưu tầm. Đấy, bạn bạn đang xếp ra. Đấy. 200 ngàn một cây nhá, các anh chị nhá, mỗi cây 5 cặp lá, mỗi cây 2 vòi hoa. 200 ngàn một cây đai châu Thái các màu. Rất đẹp luôn, rất đẹp luôn đây. Rất là đẹp luôn. Đai châu Thái các màu. 200k một cây. Đùi gà tròn em bán với giá là 180.000 một cân nhé. Đùi gà tròn 180k một cân. Kiều vuông hôm nay em bán với giá là 200.000 một cân nhé. Kiều vuông. Đây là quế tím. Quế tím hôm nay hàng rất là đẹp luôn. Đấy, các anh chị nhận nhận hàng của em cũng biết rồi. Và đặt hàng của bên em chúng em cũng biết rồi đây. Đây. Cây rất đẹp, em bán với giá 120.000 một cân nhé. Quế tím. Và mặt hàng nhiều nhất của buổi tối ngày hôm nay đó là kiều vàng. Kiều vàng em bán với giá là 140.000 một kg. 140k một cân. Ở trong cái phi điệp vàng. Và một ít cái gì nhỉ? Cái này là cái quế, quế bán thanh lý. Tất cả chỗ quế em bán 300 ngàn chỗ quế. Kiều hoàng thảo phi điệp vàng em bán 120.000 một cân. Hoàng thảo vôi, đây là vôi Bắc nhỉ, vôi Myanmar. Em bán với giá là 250.000 một cân. Đấy. Phi điệp vàng 120.000 một kg. Bên này là hoàng thảo u lồi, hôm nay em về được 10 cân. Đây, u lồi nở hoa vào Tết. U lồi nở hoa vào Tết em bán 280.000 một kg. Đôi trồn là một loại lan nở hoa vào tháng 5. Đây. Bán luôn 160.000 một cân ạ, hoàng thảo đôi trồn. Đấy. Ngoài ra em có hoàng thảo môi tua mới về. Hoàng thảo môi tua em bán với giá là 90.000 một cân nhé. 90.000 một kg. Thảo môi tua hôm nay cực kỳ đẹp luôn đây. Đây. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Môi tua 90.000 một cân. Hoàng thảo lụa vàng 250k một kg đây. Hoàng thảo lụa vàng 250.000 một cân. Hoàng thảo cái này hoàng thảo lụa vàng em báo giá rồi này. Đây là dáng hương quế tím. Đây quế tím bên này. Quế tím bên này em nói nhầm, quế tím bên này. Đây. Đây là dáng hương đuôi sóc. Đuôi sóc em bán với giá là 120.000 một cân này. Sơn thủy tiên 160.000 một kg. Hoàng thảo kim điệp xuân. Kim xuân hôm em về được 2 cân. Đây. Rất là đẹp. Hoàng thảo sơn thủy tiên. À hoàng thảo kim điệp xuân rất đẹp. Toàn thân tơ đấy ạ. 160.000 một kg. Đấy. Và các bác, các anh chị, các bạn có thể lấy combo. Combo là tổng hợp các loại lan của phiên buổi tối ngày hôm nay. Em gồm có kim điệp, sơn thủy tiên, đuôi sóc, lụa vàng, môi tua, đuôi trồn, u lồi, hoàng thảo vôi, kiều vàng, quế tím, kiều vuông, đùi gà tròn, trúc mạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 loại lan nhé các anh chị nhé. 15 loại lan em bán 500 ngàn một combo. Đấy. 500 ngàn một combo. Đối với hoàng thảo thì các anh chị mua về thì ngâm xuống chế phẩm hùng nguyên hoặc atonic cho em khoảng 1 giờ. Sau đấy vớt ra để ráo và chúng ta ghép vào da thể. Đối với dáng hương chúng ta cũng ngâm như vậy. Ngâm như vậy 1 đến 3 giờ. Sau đó chúng ta vớt lên ghép vào chậu. Tưới nước giữ ẩm khoảng 3 tháng. Đấy, tỷ lệ là 10 giọt hùng nguyên, 10 giọt atonic. 10 giọt hùng nguyên, 10 giọt atonic, 10 giọt B1. Tất cả đều là 10 giọt, pha chung 1 lít nước, chúng ta phun 3 ngày một lần.
tưới làm sao đấy để trong 3 tháng đầu tiên cây ra rễ và phát triển, là cây sẽ cho chúng ta những bộ rễ và cho chúng ta những bộ mầm phát triển rất là tốt. Đó, buổi tối hôm nay em có về 15 loại lan. Và ngoài ra em có đuôi cáo thuần 200 ngàn một giò, cầm báo thuần 200 ngàn một giò. Đấy, lan kiếm 300 ngàn một giò cho các anh chị sưu tầm. Đấy, chúng ta có thể đặt hàng qua kênh hoặc là qua số điện thoại của em để em chụp hình gửi qua Zalo cho các anh chị xem trước. Và chúng ta ưng, chúng ta gửi thông tin họ tên địa chỉ vào số điện thoại cho em để em đặt hàng, để em lên đơn và chúng em sẽ gửi hàng cho các anh chị. Thế buổi tối hôm nay thì em có 16 loại lan về. 16 loại lan về. Đó, em dừng hình một chút để các anh chị cùng xem qua 16 loại lan hôm nay chúng em về. Đấy. Ok. Anh chị em lấy loại lan nào thì nhắn tin hoặc là gọi điện cho em nhé. Em khép lại video bán hàng tại đây. Chúc toàn thể các anh chị một buổi tối vui vẻ, thoải mái bên gia đình yêu thương của mình. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các anh chị vào những video tiếp theo ạ.